Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Vậy là Computex 2019, một trong những sự kiện lớn nhất trong làng máy tính đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và chắc hẳn là sau mỗi mùa sự kiện diễn ra thì chúng ta luôn quan tâm tới những cái sản phẩm hay những công nghệ mới nhất đã được giới thiệu tại sự kiện. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại và đưa đến cho các bạn một số mẫu laptop mà đáng chú ý nhất tại Computex 2019 nhé. Chiếc laptop đầu tiên mình muốn kể tới cũng là chiếc laptop mà nó xuất hiện khá là nhiều trên các phương tiện truyền thông, đó chính là Asus ZenBook Pro Duo, hay còn gọi là chiếc laptop của tương lai, bởi vì hiện tại thì nó đang sở hữu những hai màn hình 4K OLED trong cùng một thân máy, một màn hình 15 inch thông thường và thêm một màn hình cảm ứng 14 inch nữa được đặt ở phía bên trên của bàn phím. Thì chiếc màn hình phụ này mình hiểu đơn giản như là chúng ta dùng hai màn hình với máy tính bàn vậy. Mình có thể sử dụng nó để mở thêm những cái cửa sổ chat hay là thêm những cái trình duyệt web khi mà mình đang làm việc trên màn hình chính. Và chính vì cái công nghệ này nên là Asus buộc phải thiết kế lại phần bàn phím bị nhỏ đi khá là nhiều và đưa cái phần touchpad lên phía bên tay phải, khiến cho là cái kết cấu của máy thì nó khá là lạ lẫm và sẽ mất một thời gian để mình có thể là làm quen khi mà sử dụng. Thì đây có thể coi là một cái điểm trừ nho nhỏ của nó một chút thôi. Ngoài ra thì về các thông số kỹ thuật của nó cơ bản thì nó sử dụng Intel Core i9 này, RAM 32GB, SSD 1TB và card đồ họa là Nvidia GeForce RTX 2060. Chiếc máy thì nó cũng chưa được công bố cái ngày ra mắt chính thức và giá bán của nó. Một chiếc ZenBook khác mà mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn đó là chiếc Asus ZenBook Edition 30, chiếc máy tính đặc biệt được kỷ niệm cho 30 năm thành lập của hãng. Nó đặc biệt ở chỗ đó là nó có cái thiết kế rất là sang trọng và đắt tiền, bởi ở chỗ là cái mặt ngoài của nó thì được bọc hoàn toàn bằng da và những cái đường chỉ họa tiết thì được thêu bằng tay, và nó có cả cái logo bằng vàng 18K màu rose gold rất là đẹp nữa. Chiếc máy tính này đi kèm với đó là cái thân hình rất là mỏng gọn này, nên là mình cũng tự thấy là nó hướng tới đối tượng khách hàng là những doanh nhân thành đạt đang cần tìm một chiếc laptop để mang đi công việc, làm công việc một cách mà trông sang trọng nhất. Ngoài ra thì cái phần touchpad của nó thì cũng được thay bằng screen pad, tức là nó như là một cái màn hình cảm ứng nho nhỏ để hỗ trợ cho làm việc tốt hơn. Thì chiếc máy tính này cũng chưa được công bố giá chính thức, nhưng mà tự mình cũng hiểu được là giá của nó chắc chắn là không rẻ, đúng không? Một chiếc Ultrabook khác mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn đó là chiếc Dell XPS 13 2-in-1, là kết hợp giữa một chiếc laptop thông thường với cả một chiếc máy tính bảng, và đi kèm với nó là một chiếc bút để sử dụng màn hình cảm ứng một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. Nếu mà so sánh với chiếc Dell XPS 13 được trình làng tại CES 2019 đầu năm nay, thì chiếc 2-in-1 này nó đã được cải tiến hơn rất là nhiều, từ là màn hình rộng hơn, chuyển từ 13 inch lên 13,4 inch, có diện tích của bàn phím và touchpad cũng rộng hơn nữa. Điểm đặc biệt nhất của nó là việc nó được sử dụng Intel thế hệ thứ 10, nên là giúp người dùng mạng có cái tốc độ truy cập nhanh hơn những cái chip khác, cũng như là đạt được cái sức mạnh đồ họa ấn tượng hơn. Giá bán của chiếc laptop này sẽ khởi điểm là từ 1.000 đô, và phiên bản đắt nhất là khi mà sở hữu màn hình OLED sẽ là 2.000 đô. Mình tin là khi chiếc laptop này ra mắt thì nó sẽ khá là cạnh tranh đấy. Chiếc laptop tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là mẫu Project Limitless, là sự kết hợp giữa Qualcomm và Lenovo, được coi như là một cú hích trong thị trường laptop 5G, bởi vì nó được hy vọng sẽ là một chiếc laptop mà kết hợp được những tính năng và công nghệ của những chiếc điện thoại thông minh và máy tính bảng vào bên trong một chiếc laptop. Nó được hỗ trợ bởi nền tảng Qualcomm loại Snapdragon 8cx, sẽ có cái độ trễ cực thấp, hiệu năng vượt trội, và là chiếc máy tính mà cung cấp internet một cách ngay lập tức, luôn luôn được kết nối. Đặc biệt là nó còn được quảng cáo là pin sẽ sử dụng được trong nhiều ngày nữa. Nó cũng chưa được công bố về các cái thông tin ngày ra mắt hay là giá bán, nhưng mà chắc chắn là giá của nó sẽ khá là cao rồi. Ở phía trên thì mình vừa nhắc tới chiếc Asus được bọc bằng da, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu laptop khác tới từ HP, cũng được làm bằng chất liệu khá là độc đáo, đó là làm bằng gỗ. HP EnviGood xứng đáng là một trong những mẫu laptop mà có thể coi là sáng tạo nhất tại Computex 2019 này. Nó sẽ được bọc gỗ ở phía thân trên kim loại của nó, thậm chí là cả phần cảm biến vân tay hay là phần touchpad cũng được làm bằng gỗ nữa. Bạn có thể lựa chọn giữa màu sắc và chất liệu của ba loại gỗ khác nhau, đó là gỗ ốc chó này, bạch dương trắng hay là bạch dương nhạt. HP cũng đảm bảo rằng cái chất lượng gỗ sẽ đến từ những nguồn rất là chắc chắn và bền lâu. Dù chưa biết được giá của sản phẩm, thế nhưng mà chúng ta đã biết được một số thông tin là nó sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Bạn có thể lựa chọn giữa bộ xử lý của Intel hoặc là AMD, hoặc là có thể lựa chọn màn hình OLED cho dòng NV360 cao cấp nhất của hãng. Nãy giờ thì mình đều nhắc tới những chiếc Ultrabook, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những mẫu laptop gaming khá là nổi bật tại Computex 2019 nhé. Đầu tiên sẽ là Dell Alienware đi. Thì mới là đầu năm nay tại CES 2019, Dell mới chỉnh làng Alienware Aero M51
có thể được coi là một trong những chiếc laptop gaming mạnh nhất thế giới hiện nay. Thì ngay tại Computex 2019, Dell lại tiếp tục trình làng Alienware M15 và M17, có thể được coi là một phiên bản cải tiến của M51 khi mà nó giữ được toàn bộ công nghệ của M51 nhưng đã được làm một cách mỏng nhẹ và để dễ dàng di chuyển hơn. Ngoài ra nó còn được cải tiến thêm ở cái phần bàn phím, như là được thiết kế lại này, touchpad có kích thước lớn hơn và hành trình phím còn sâu hơn nữa. Mình rất là thích thiết kế của cái dòng máy này bởi vì là nhìn nó rất là cá tính và tạo được cái điểm nhấn rõ ràng từ cái logo của Alien rất là dễ thương, hay là phần quạt gió thì có họa tiết tổ ong. Về thông số của máy, đó là nó được sử dụng chip Intel thế hệ thứ 9 từ i5-9300H tới i9-9980HK, cặp đồ họa là từ GTX 1650 tới RTX 2080. Màn hình rất là đẹp, có tần số quét là từ 60Hz tới 240Hz ở độ phân giải là 1080, và bạn cũng có thể lựa chọn với cả màn hình OLED độ phân giải 4K nữa. Sản phẩm này sẽ bắt đầu bán từ ngày 11 tháng 6 sắp tới với giá khởi điểm là từ 1.500 đô. Nhắc tới laptop gaming thì chúng ta không thể bỏ qua nhà MSI, và trong Computex năm nay MSI cũng đã giới thiệu một mẫu laptop gaming mới nhất, đó là MSI GT76 Titan, được hứa hẹn là chiếc laptop mà sở hữu được cái hiệu năng mạnh mẽ như một chiếc máy tính bàn vậy. Không chỉ đi kèm với phần cứng mạnh mẽ mà nó còn giúp cho game thủ hoàn toàn tự do nâng cấp phần bên trong với dung lượng lưu trữ và bộ nhớ lớn. Nó đi kèm với cả bộ xử lý Intel Core i9 đã được ép xung tới 5GHz trong số 8 lõi, cặp đồ họa là Nvidia GeForce RTX 2080. Đi kèm với đó là hệ thống Titan Cool Boot của hãng giúp tăng cái luồng khí bên trong lên 2,25 lần. Thêm vào đó, để nâng cao được cái trải nghiệm hình ảnh cho game thủ thì hãng đã trang bị cho máy một màn hình 17.3 inch, tần số quét là 144Hz và nó có thể hài lòng được cả những người đam mê làm đồ họa nữa. Chiếc laptop này được hứa hẹn là để cạnh tranh trực tiếp với Alienware Arial M51, nên là mình rất mong đợi khi mà nó ra mắt chính thức nó sẽ thể hiện như thế nào. Và cuối cùng thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một mẫu laptop gaming mới của Gigabyte, rất là mỏng nhẹ mạnh mẽ, đó là Aorus 7 và Aorus 5. Cả Aorus 5 15 inch và Aorus 7 17 inch nó sẽ đều đi kèm bộ xử lý Intel là Core i7-9750H thế hệ thứ 9 hoàn toàn mới, ổ SSD Intel 760 và màn hình LG tấm nền IPS có tần số quét là 144Hz. Theo Gigabyte thì những chiếc laptop Aorus mới này được sản xuất giữa sự hợp tác của những hãng nổi tiếng trên toàn thế giới. Ví dụ như là RAM thì do Samsung sản xuất, Wi-Fi thì là của Intel Killer và cặp đồ họa là Nvidia. Tất cả sẽ biến chiếc máy tính này trở thành chiếc máy tính 100% có linh kiện tới từ các thương hiệu uy tín nhất với độ tin cậy tuyệt vời. Gigabyte cũng chưa tiết lộ giá của sản phẩm này nhưng mà chắc chắn là giá cũng sẽ khá cao bởi vì nó đã đắt từ những linh kiện bên trong rồi mà. Và đó là một số mẫu laptop mình đã tổng hợp lại cho các bạn ở trong mùa Computex 2019 vừa rồi. Nếu các bạn cũng quan tâm tới sự kiện này và có ấn tượng đặc biệt với mẫu laptop nào đấy, hãy để lại comment ở phía dưới cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.